Cục hàng không vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với định hướng phục vụ 43 cho đến 45 triệu khách mỗi năm, tổng kinh phí dự kiến của lần mở rộng sân bay này vào khoảng 19.000 tỷ đồng. Theo phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất do Cục hàng không vừa trình lên, quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất được điều chỉnh theo hướng giữ nguyên hai đường băng hiện hữu, cách nhau 365 m, bổ sung thêm một lường lăn song song và hai đường lăn thoát nhanh. Bên cạnh hệ thống nhà ga hành khách, hiện nay với công suất khoảng 28 triệu người mỗi năm, quy hoạch bổ sung nhà ga hành khách T4 được thiết kế cho 15 triệu khách. Về phương án huy động vốn, Cục Hàng không đề nghị Bộ Giao thông chỉ đạo Tổng Công ty Hàng không làm chủ đầu tư và tự ứng vốn, thu xếp suất đầu tư đối với hệ thống đường cất, hạ cánh và đường lăn vốn sẽ được hoàn từ ngân sách. Dự kiến tổng mức đầu tư để thực hiện quy hoạch là hơn 19.300 tỷ đồng, được huy động từ nhiều nguồn vốn như vốn nhà nước, vốn doanh nghiệp và vốn vay.